Thái Auto kính chúc đại gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Clip lần này à, mình phối ghép cái bộ siêu rẻ tiền nhưng mà nghe cối cũng hay, nghe CD cũng rất là tuyệt vời trong tầm giá để anh em nghe. Thì đầu tiên là mình có âm Lelutman 55A, giá chỉ có 12 triệu 500 thôi, ghép với loa Beoner CS63 trơn giá 15 triệu. Nói chung là bộ này tuyệt vời trong tầm giá luôn. Về hình thức thiết kế cũng rất là đẹp, kể cả âm ly kể cả loa. Thì anh em nhìn mặt trước của đôi loa thì anh em thấy cái tâm lưới bằng vải len đan theo dạng caro và nó ốp thêm cái viền nhôm rất là đẹp, tạo một cái sự nhìn vào nó rất là hay ho, nó rất là điểm nhấn, nó rất là đẹp. Về kích thước thùng loa thì rất là to cao đó, với cái chiều cao bao nhiêu nhỉ, chiều cao là 72 và chiều ngang là 48 phân, rất là to. Loa được hoàn thiện 4 đường tiếng, 4 driver. Chúng ta có dưới cùng là cái loa bát rất là to, lên tới 40 phân màng giấy, có một cái chép giấy và một cái mít giấy đặt ở đây, cái mít rất là to luôn ha. Và cuối cùng là cái loa chép còi, cái phễu làm bằng nhôm, 4 đường tiếng. Thùng vách được hoàn thiện gỗ lạng, không có phủ sơn, chắc chắn xịn sò, họ để mộc luôn. Mặt sau thì chúng ta có cái trạm loa. Cái trạm loa thì anh em thấy nó ghi chữ CS63, mắc là 60W 8 ôm, kèm theo là hai cái nút tinh chỉnh cho cái giải mid giải chép. Watt này rất là phù hợp cho mình chơi analog. Thì sơ bộ nói về thiết kế thùng loa và âm ly thì nó như vậy. Bây giờ mình sẽ mở nhạc để anh em nghe thưởng thức và anh em nghe hay đừng quên like ủng hộ mình. Ok. Nghe hay đừng quên bấm nút đăng ký kênh, theo dõi kênh YouTube ủng hộ mình nha anh em ơi. Cảm ơn, thank you.
Rồi. Ok ha, thì tới đó anh em cũng đã nghe được chất âm đầy đủ của cái bộ sản phẩm này rồi. Nếu thấy hay đừng quên like ủng hộ mình. Thank you. Hẹn gặp lại.